nguyên một dãy này, cô bác nhìn này, đóng cửa. Góc xa xa kìa, cũng không có người họp ở lòng lề đường nữa. Chợ tự phát là đã được dẹp. Quận Tư làm rất tốt nhé. Khu vực phong tỏa phòng chống Covid ngay góc Lê Hồng Phong cắt với Phan Văn Trị này các bạn. Đó, cứ phong tỏa tùm lum tà la, chỗ nào cũng phong tỏa này. Khu vực phong tỏa ngay góc Lê Hồng Phong cắt mấy Phan Văn Trị. À, chợ ở đây người ta sẽ giải tỏa những cái người mà buôn bán hoặc là hú còi. Chợ hú còi báo động để đuổi những cái người mà tụ tập hay những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường các thứ là chợ sẽ giải tỏa hết, hạn chế mọi người tụ tập. Cắt giữa Nguyễn Công Trứ và đường Cam Mét. Đó, trước mặt của ba anh chị đang là cây cầu Cam Mét nối quận Nhất với quận Tư. Rồi, chúng ta đi thôi. Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị đi tới chợ Xóm Chiếu. Wow. Cái cầu này khá đẹp. Đây chúng ta có thể đi thẳng hoặc là quẹo phải. Quẹo phải là sẽ đi xuống đường Bến Vân Đồn. Quẹo đi thẳng là chúng ta sẽ gặp đường Hoàng Diệu. Đây góc đường Hoàng Diệu cắt với đường Đoàn Văn Bơ. Đoàn Văn Bơ thì khúc này cũng đang bị rào chắn lại vì có ca nhiễm Covid mới. Cũng được mấy ngày rồi các bạn ạ. Đó.
có ca nhiễm Covid mới. Khu vực cấm vào, hẻm có tang, xin vui lòng đi lối khác. Đi lối này ra vậy. Đây đang là hẻm Lê Quốc Hưng, số 154 đường Lê Quốc Hưng. Đây, chợ xóm Chiếu đây các bạn. Đó. Người ta cũng đang yêu cầu là không có họp chợ ở bên hông của chợ. Những cái người mà buôn bán gọi là chợ tự phát ạ. Chứ ai có đăng ký kinh doanh thì vẫn hoạt động bình thường. Còn không có đăng ký kinh doanh thì bắt buộc là phải di rời, không có được buôn bán tại đây. Đây là cái hẻm này gọi là hẻm 200 xóm Chiếu này. Đó. Vậy là ngày hôm nay ở đây các cơ quan chức năng đã làm việc rất tốt. Không còn cái cảnh họp chợ tự phát ở đây nữa. Người dân hãy hy sinh cái lợi ích ngắn hạn để phục vụ cho cái mục đích lâu dài. Vậy là chợ tự phát hẻm 200 xóm Chiếu là về cơ bản là không có còn hoạt động nữa rồi. Ra ngoài này chúng ta gặp đường Nguyễn Tất Thành. Có một cái thủy đài từ trước năm 1975. Ra ngoài là đường Nguyễn Tất Thành. Tuấn Dương sẽ quay xe lại nhé. Mọi hôm là buôn, hôm mới chiều hôm qua thôi, buôn bán ở đây y xèo luôn. Chợ hẻm 200 xóm Chiếu ngày hôm nay sạch bách luôn. Nhưng cũng vẫn có một số ít người còn và như vậy thì cũng là tốt rồi, rất tuyệt vời rồi. Chợ xóm Chiếu. Nguyên một dãy này, cô bác nhìn này. Đóng cửa. Góc xa xa kìa, cũng không có người họp ở lòng lề đường nữa. Chợ tự phát là đã được dẹp rồi. Quận Tư làm rất tốt nhé. Như vậy là hẻm 200 xóm Chiếu là chợ tự phát ở đây không còn hoạt động nữa. Tuấn Dương xin tạm dừng khúc này ở đây. Mình uống nước chút xíu rồi sẽ quay tiếp để cô bác anh chị mình coi nhé. Cô bác hãy nhớ bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi thêm những video mới của Tuấn Dương, chia sẻ về
cuộc sống Sài Gòn. Ngày hôm nay là ngày mà Sài Gòn thực hiện là ngưng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và dẹp chợ tự phát. Nên cô bác thấy cái không khí lúc này thì ở khu chợ Xóm Chiếu, quận 4 rất là thông thoáng. Đây, mặt trước chợ Xóm Chiếu này, những cái cửa hàng mà có đăng ký kinh doanh thì vẫn còn hoạt động thôi. Chợ đã thông thoáng hơn rất nhiều rồi. Hẻm 194, hẻm 200 là phía dưới này. Hẻm 200 Xóm Chiếu. Không còn cảnh ngồi buôn bán và ngồi ra giữa lề đường như mấy hôm trước nữa. Vậy là bà con hãy cứ chung tay cùng với chính quyền thành phố để dập dịch. Và chúng ta sẽ phải hy sinh cái lợi ích trong ngắn hạn để tương lai mọi việc là sẽ trở lại bình thường. Rồi, hẹn gặp lại các cô bác anh chị ở video tiếp theo. Tuấn Dương sẽ tạm dừng clip này tại đây. Kính chúc quý cô bác anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Lúc này gia đình có tang mới mệt này. Tuấn Dương xin chào các cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Lê Văn Linh, cắt với đường Lê Quốc Hưng, là mặt sau của chợ Xóm Chiếu, gần cái hẻm 200 chợ Xóm Chiếu. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Sài Gòn áp dụng cái chỉ thị số 10 về việc thực hiện bổ sung thêm một số điều của cái việc giãn cách xã hội, bổ sung thêm một số thì theo đó là những cái chợ tự phát là không được phép hoạt động. Rồi kế đến là dừng vận chuyển các cái dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Thì hôm nay theo như quan sát của Tuấn Dương khi mà ở bên quận 4 thì mình thấy bà con khu vực này chấp hành rất là tốt. Không, mình không thấy cái cảnh mà buôn bán ì xèo như lấn chiếm lòng lề đường như những hôm trước. Đây đang là đường Lê Thạch cắt với đường Hoàng Diệu. Tới đây là chúng ta gặp đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4. Sau khi mà có cái chỉ thị 10 thì đường phố Sài Gòn lúc này một vắng hơn. Nói chung ở tất cả các quận, một số nơi như là quận Bình Tân thì có một số các cái địa điểm là đang thực hiện giãn cách xã hội.
theo cái chỉ thị 16, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây, hướng này chúng ta sẽ đi về cây cầu Móng. Người ta đang thi công một cái cống gọi là cống ngăn triều. Cống ngăn triều Bến Nghé. Ngăn triều đây là ngăn triều cường đó các bạn. À, nếu mà đi hướng bên phải này chúng ta sẽ đi lên cây cầu Cam Mét. Đi sang quận Nhất. Đi chui ở dưới gầm cầu này chúng ta sẽ vẫn đi ở trên con đường Bến Văn Đồn. Bên tay trái là bệnh viện quận 4. Bệnh viện quận 4 lúc này thì tạm ngưng nhận khám chữa bệnh vì có ca dương tính. Đây là chúng ta đang có mặt ở dưới chân cầu Ống Lãnh. Ở đây người ta cũng đang thi công cái hệ thống thoát nước ngầm nên là một số địa điểm Tuấn Dương thấy người ta rào chắn lại. Có một cái nhược điểm ở Việt Nam là không có làm đồng bộ hết tất cả các cái dịch vụ hoặc là tiện ích. Ví dụ như làm đường xong được anh giao thông đường bộ thì anh nước ngầm mới vài tháng sau mới lại thực hiện. Thế rồi tiếp theo là anh điện lực, rồi anh viễn thông, rồi anh nước thải, rồi cáp quang, internet, các dịch vụ nó không có đồng bộ với nhau. Nếu mà thi công một lần đó là thi công đường ống một lần, làm một lần thôi thì cần có sự phối hợp của tất cả các đơn vị thì nó sẽ không có cái hiện tượng là rào chắn tùm lum, đào bới đục đẽo như vậy. Buổi chiều mọi người vẫn đi bộ ở hành lang sát với bên bờ sông. Đây là con đường Bến Vân Đồn. Bên tay trái của chúng ta là con kênh Bến Nghé. Còn bên kia đường là đường Bến Trương Dương. Ngày hôm nay thì trời quang mây tạnh nên là cô bác thấy gần 6 giờ chiều rồi mà trời sáng. Có những hôm mới khoảng 4 giờ thôi nhưng do trời mưa nên nhiều mây tối om luôn. Đó, bên quận 4 là rất nhiều căn nhà đẹp.
người ta xây dựng lên những các cái tòa cao tầng, cái view nhìn sang quận nhất. Cá nhân mình thì lúc này mình lại thích ở những cái ngôi nhà mặt tiền trên đường Bến Vân Đồn mà cái view nhìn sang quận nhất. Phía trước mặt của bác anh chị là cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Hôm nay Tuấn Dương sẽ đi qua cây cầu chữ Y nhé. Đây là cây cầu Nguyễn Văn Cừ, nếu mà quẹo phải chúng ta sẽ đi ra cầu chữ Y, đi về quận 1 hoặc quận 5. Đi thẳng thì sẽ đi hướng về quận 8. Này Tuấn Dương sẽ đi hướng về quận 8 cho cô bác anh chị. Đây, chúng ta chui cho qua gầm cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó. Rất đẹp, cơ sở vật chất bây giờ rất là tuyệt vời. Đó. Đó. Đó, qua đến đây là chúng ta sẽ sang bên quận 8 rồi. Đây đang là đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8. Chúng ta vừa đi qua nhà thờ Bình Xuyên. Tuấn Dương đã quẹo vào một con hẻm này. Đây là hẻm 100 đường Dương Bá Trạc. Này chúng ta đang đi qua con hẻm 100 Dương Bá Trạc. Khu vực này có một ngôi chợ rất nổi tiếng, đó là chợ Rạch Ông. Ngày hôm nay cũng thấy không có những các cái người mà họp chợ tự phát ở trên con đường này. Chốt kiểm soát phòng dịch. Đây chợ Rạch Ông, đây cô bác. Trong chợ thì vẫn được hoạt động, còn bên ngoài chợ thì các cái nhà dân là người ta cũng vẫn buôn bán. Mặc dù chợ cũng đã có những cái chốt kiểm soát y tế nhưng mà chỉ kiểm soát vào cái lúc giờ cao điểm thôi. Đây bà con tiểu thương ở bên chợ vẫn buôn bán rất là đông đúc.
rau củ quả. Đây là đường Khải Định cũ. Đây, mặt trước của chợ Rạch Ông. Nay là đường Nguyễn Thị Tần, ngày xưa là đường Khải Định. Đây chúng ta sẽ đi qua cây cầu chữ Y để đi về quận 5. Về góc đường Dạ Nam cắt với đường Khải Định. Qua đây là cầu chữ Y rồi đấy các bạn. Xe buýt thì được phép đi qua cây cầu này. Nhưng ngày hôm nay thì xe buýt cũng không có luôn. Xuất hiện những người ăn xin, người ta ngồi ở trên cầu. Qua đây là chúng ta hết cây cầu này, đến chân cầu chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Biểu. Bên này có rất nhiều các cái quán ốc ngay chân cầu chữ Y phía bên quận 5. Lúc này ngưng hoạt động. Đây có một cái tiệm bánh mì rất là nổi tiếng, đó mà bánh mì Tư Sường. Đi hết con đường Nguyễn Biểu này chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Trãi và sẽ gặp cái ngôi trường trước mặt, đó là trường Bác Ái, ngày nay là trường Đại học Sài Gòn. Mình sẽ quẹo trái đi về đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Đi vào đây nhiều cây cối nên là trời bắt đầu hơi tối một chút nha các bạn. Chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về phía khách sạn Đồng Khánh. Rồi, những chiếc xe đạp điện đó. Đúng là quy định là xe đạp điện đi là phải đội nón bảo hiểm. Đây, quẹo phải để đi vào đường Lê Hồng Phong.
Đây là khu chung cư Phan Văn Trị này. Wow, sao rào chắn hết nguyên cái dãy này. Khu vực phong tỏa phòng chống Covid. Khu vực phong tỏa phòng chống Covid ngay góc Lê Hồng Phong cắt với Phan Văn Trị này các bạn. Đó, cứ phong tỏa tùm lum tà la, chỗ nào cũng phong tỏa này. Khu vực phong tỏa ngay góc Lê Hồng Phong cắt với Phan Văn Trị. Rồi mình sẽ đi vào Phan Văn Trị coi sao. Thôi đi tiếp rồi các bạn. Khu vực phong tỏa đây là. Ô, thấy buồn quá các bạn ơi. Đi một khúc lại phong tỏa, phong tỏa. Này, chúng ta đi vào đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong này có các cái chành xe như là chành xe Thành Bưởi này, chành xe Phương Trang. Lúc này những cái chành xe này chỉ còn hoạt động vận chuyển hàng hóa, còn vận chuyển hành khách thì lúc này gần như là không có này. Đà Lạt là cấm cửa khách từ Sài Gòn về. Về cái là người ta đón tiếp bằng cách là đưa đi xét nghiệm và cách ly đủ 21 ngày. Rồi. Đây là góc Lê Hồng Phong cắt với đường Trần Phú. Trần Phú ngày xưa có tên là đường Đại lộ Nguyễn Hoàng. Hướng này là các bạn chúng ta sẽ đi về đi hết con đường này chúng ta sẽ gặp đường 3 tháng 2. Khu vực đường Lê Hồng Phong thì cũng có một đoạn Lê Hồng Phong nối dài bị cách ly. Đây là góc Lê Hồng Phong cắt với đường Hùng Vương. Đó, cô bác để ý ngày hôm nay gần như là không thấy cái chiếc xe buýt nào cả. Rồi,
rồi, chúng ta sẽ đi về phía ngã 7 Lý Thái Tổ. Đây là khu phố bán chó, mèo, chim, thức ăn. Wow, lại một cái hẻm ở Hồ Thị Kỷ bị cách ly rồi. Tuấn Dương vừa mới đi ngang qua cái hẻm, không biết hẻm bao nhiêu Lê Hồng Phong, lối vào khu Hồ Thị Kỷ. Đây, hướng này sẽ đi về ngã 7 Lý Thái Tổ. Bùng binh ngã 7 Lý Thái Tổ lúc này chắc cũng giao thông rất là thuận tiện, thông thoáng, ít phương tiện, bớt được xe buýt, bớt taxi. Đây, chúng ta sẽ đi về đường 3 tháng 2. Đây là góc Lê Hồng Phong cắt với 3 tháng 2. Ở đây cũng có cái hẻm lối đi vào chợ Chuồng Bò cũng đang bị phong tỏa. Và cửa hàng H5 652 654 Lê Hồng Phong cũng đang bị phong tỏa. Đấy, trước mặt các bạn là Viện Hóa Đạo đó, ngày nay là Việt Nam Quốc Tự. Đó, nhìn cái tòa bảo tháp, nhìn rất là hoành tráng. Rồi, chúng ta đi tiếp. Phía bên kia đường thì cũng một dãy, trên đường Lê Hồng Phong cũng đang bị cách ly. Ở khu vực quận 10 cũng rất nhiều điểm bị cách ly các bạn ạ. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua cây cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Cầu vượt 3 tháng 2 qua nút giao Nguyễn Tri Phương cắt với 3 tháng 2. Đây đang là góc Sư Vạn Hạnh cắt với đường 3 tháng 2, quẹo phải là đi về Bixi Miền Đông. Và lúc này thì Bixi Miền Đông cũng đang bị phong tỏa do có ca F0 vào trong siêu thị để mua đồ. Lúc này phố đã lên đèn và trời thì đang xuất hiện nhiều mây. Chắc là chỉ ít phút nữa thôi là trời sẽ xuất hiện mưa. Cô bác thấy là lúc này thì mây đen đã kéo đến. Gió rất lớn. Đi ở trên cầu gió thổi vù vù nên có thể nói nghe không rõ. Mình nghĩ rằng chắc chỉ 10-15 phút nữa là mưa thôi.
Wow, đường bỗng dưng trở nên vắng, vắng lặng lạ thường luôn. Tới đây Tuấn Dương cũng xin chuẩn bị kết thúc video clip này. Cảm ơn các quý khán giả đã đồng hành cùng với Tuấn Dương trong suốt thời gian vừa qua. Nếu đây là lần đầu tiên coi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì cô bác anh chị hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, bấm vào hình cái chuông để ủng hộ Tuấn Dương. Đây, chúng ta đi vào chợ Nguyễn Tri Phương này. Hội chợ Nguyễn Tri Phương, nơi đây là thường tổ chức họp chợ đêm, rồi phố đi bộ. Nhưng khoảng mấy tháng trở lại đây, khi mà tình hình dịch bệnh thì chợ không còn họp nữa. Một số cửa hàng bán rau. Những cái khu chợ tự phát thì sẽ được bị yêu cầu giải tỏa. Cậu đấy nó bị sao ấy bác? Dạ. Rồi chúng ta đi. Đây là chợ, ở đây người ta sẽ giải tỏa những cái người mà buôn bán hoặc là hú còi, chợ hú còi báo động để đuổi những cái người mà tụ tập hay những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường các thứ, là chợ sẽ giải tỏa hết, hạn chế mọi người tụ tập. Rồi, chợ ra là sẽ lập biên bản những người mà vi phạm. Rồi, về đây là khu chợ Nhật Tảo. Chợ điện tử Nhật Tảo tối nay cũng đóng cửa sớm hơn bình thường. Mục đích của các cơ quan chức năng khi mà dẹp cái chợ tự phát ra các bạn là để truy xuất F0 một cách dễ dàng hơn. Truy xuất F0 một cách dễ dàng hơn. Chợ điện tử ngày hôm nay nghỉ họ rất sớm. Rồi, hẹn gặp các cô bác anh chị ở những video tiếp theo. Lúc này video của Tuấn Dương xin chính thức được tạm dừng. Nghe những cái xe cứu cấp cứu đi mà rợn hết người luôn.